sau khi Mỹ tuyên bố bác bỏ hầu hết những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Úc gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, lên án Bắc Kinh tự vẽ đường chín đoạn, đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý, không có giá trị. Thêm vào đó, một loạt các quốc gia khác cũng đang lên tiếng phản đối những yêu sách vô lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, đất nước này đã không hề nao núng trước sức ép liên minh từ nhiều quốc gia, thậm chí còn tập trận bắn đạn thật ở khu vực gần Biển Đông. Căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng leo thang, điều này có ảnh hưởng như thế nào đến các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Việt Nam phải làm gì trong bối cảnh hiện tại để có thể vừa bảo vệ lãnh thổ quốc gia, gìn giữ được hòa bình, đồng thời phát triển nền kinh tế nước nhà? Bàn về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Hoàng Việt, thành viên Ban nghiên cứu luật biển Liên đoàn luật sư Việt Nam. À, dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ à, vâng, xin cảm ơn. Dạ, thưa ông thì nhắc đến đường chín đoạn là yêu sách của Trung Quốc, thì ông có cái nhận định như thế nào về yêu sách này ạ? Cái yêu sách đường chiến đoạn của Trung Quốc là một cái yêu sách mà bị rất nhiều cái quốc gia trên thế giới phản đối. À, họ được chính thức đưa ra với cộng đồng quốc tế vào năm 2009. Và sau đó thì một loạt quốc gia đã phản đối, trong đó có Việt Nam. Và trong cái sự phản đối đó, nhưng mà Trung Quốc thì họ vẫn không muốn. Và gần đây nhất là Philippines. À, năm 2013, Philippines đã đệ đơn một cái vụ kiện lên tòa trọng tài theo phục biểu công lốt biển. Và năm 2016 thì tòa trọng tài đã ra phán quyết và theo đó thì đã khẳng định rằng là cái yêu sách về quyền lịch sử trong cái vùng biển mà nằm trong đường chín đoạn của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý. Và do đó nó vô giá trị. Tuy nhiên, à, Trung Quốc họ vẫn không muốn dừng lại mà họ lại muốn dựa vào một cái yêu sách này mặc dù cái yêu sách này nó không dựa trên bất cứ cái nào cơ sở của luật quốc tế để trung quốc có thể là làm chủ được chiếm đoạt độc chiếm được biển đông và đó là cái mà trung quốc đang muốn làm theo như ông chia sẻ thì đã có rất nhiều quốc gia lên tiếng phản đối về cái đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò của trung quốc thì mới đây nhất là ở, ở mỹ cũng đã có tuyên bố về bác bỏ những cái yêu sách của trung quốc và trong đó có đường chiến đoạn thì ông có nhận định như thế nào về điều này ạ trước cái tuyên bố của Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 7 của ngoại trưởng Hoa Kỳ đó, thì đã có rất nhiều cái quốc gia ngay cả Việt Nam sau khi mà Trung Quốc đã trình cái bản đồ à, có cái đường lưỡi bò lên trước Liên Hợp Quốc thì Việt Nam đã có cái công hàm phản đối ngay lập tức và hầu hết các quốc gia liên quan trong ASEAN có công hàm phản đối chúng ta có thể kể tới gần đây trong cái vụ mà Malaysia tháng 12 năm vừa rồi có đệ đơn lên ủy ban ranh giới của Liên Hợp Quốc về thềm lục địa mở rộng thì đã có viện dẫn và nhắc tới cái vấn đề này và sau đó thì một loạt các quốc gia đã ra cái công hàm phản đối trong đó phản đối đích danh từ cái đường chín đoạn trong đó có Philippines có Việt Nam có Indonesia và mới đây nhất có Hoa Kỳ và Australia cùng lên tiếng để phản đối điều đó trong cái tuyên bố của ngoại trưởng Pompeo thì nó nói rất rõ ràng là Hoa Kỳ đã phản đối Trung Quốc cái nào, vấn đề gì, tại sao. Và trong đó thì Hoa Kỳ lại nhắc lại một lần nữa là phản đối cái đường chiến đoạn của Trung Quốc. Dạ thưa ông thì ông nghĩ sao về cái hành động mà đưa ra cái tuyên bố của Mỹ trong cái thời gian vừa rồi Tại sao lại là thời điểm này thì Mỹ lại đưa ra cái tuyên bố bác bỏ những cái yêu sách của Trung Quốc ạ Dạ vâng à, Chúng ta có thể lý giải được cái vấn đề tại sao mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đưa ra một cái tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề Biển Đông vừa rồi Thì nó sẽ có dựa trên hai vấn đề thứ nhất là dựa trong vào cái tình hình chính trị nội bộ của Hoa Kỳ thì đây cũng là một cái vấn đề nằm trong cái chiến lược tranh cử của Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc đua vào cái chức Tổng thống sắp tới, những kỳ sắp tới của Hoa Kỳ. Và cái vấn đề thứ hai là trên cái bình diện chiến lược toàn cầu thì đây là một cái bước tiếp theo mà Hoa Kỳ cần phải đi trong cái cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc. À, hoa kỳ thì thấy rằng là trung quốc đã có rất nhiều những cái tham vọng và đặc biệt là ảnh hưởng tới cái quyền lợi của hoa kỳ cũng như là cái vị trí à, siêu cường trên thế giới của hoa kỳ và chính vì vậy hoa kỳ cần phải đưa ra những cái hành động rõ ràng để nhằm chấn an lôi kéo các đồng minh cũng như các đối tác khác để chống lại trung quốc thưa ông thì cái động thái mà mỹ đã tuyên bố bác bỏ hầu hết những cái yêu sách vô lý của trung quốc ở miền đông thì nó sẽ có tác động như thế nào tới việt nam ạ à, việt nam và hoa kỳ cùng những các quốc gia khác như tôi có kể tên là Australia, Indonesia, Malaysia, Philippines đều có những điểm chung trong các cái tuyên bố của mình. À, đó là việc phản đối các yêu sách mà sai trái, không dựa trên luật pháp quốc tế và đặc biệt đi ngược lại với công ước luật biển năm 1982. Và bởi vì à, chúng ta cũng tìm thấy những cái điểm chung như vậy, cho nên tôi nghĩ rằng đó cũng là những cái phần có lợi cho Việt Nam ở chỗ đó. Dạ, à, thưa ông thì trong bối cảnh hiện tại thì việt nam có nên thừa cơ hội mà tất cả các nước đều đang phản đối trung quốc thì chúng ta có nên là kiện trung quốc về những cái sai trái của trung quốc mà đã vi phạm lãnh hải của việt nam không ạ à, thực ra cái vấn đề kiện á, là vấn đề mà cũng nhiều tranh luận ở việt nam các phương án kiện thì có lẽ là ngay bản thân tôi cũng đã tham gia nhiều những cái phương án và trong đó phía tôi được biết là phía Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vấn đề này. Dạ. Tuy nhiên, dạ. vấn đề kiện hay không kiện thì nó lại còn phụ thuộc vào cái nghiên cứu, cái đánh giá về tình hình chính trị, dạ. những cái lợi ích chính trị của các bên. Dạ. Chính vì vậy cho nên là nó phải phụ thuộc vào cái việc mà các chính khách sẽ đưa ra quyết định. Dạ. Và trong cái bối cảnh này thì cũng là một cái bối cảnh rất là nhạy cảm và khó khăn. Dạ. Cho nên cần phải có những cái quyết định đúng đắn và sáng suốt. Theo ông trong cái bối cảnh hiện tại khi mà tình hình căng thẳng mỹ trung đang ngày càng leo thang, cũng như là các quốc gia thì cũng đang có rất nhiều những cái động thái ở biển đông, thì Việt Nam mình nên làm gì để có thể là vừa bảo vệ được lãnh thổ của đất nước mà cũng vừa có thể là phát triển kinh tế tại vì trong cái thời điểm hiện tại thì dịch covid vẫn đang diễn biến rất là phức tạp. Ạ. À, tình hình thế giới nó có rất nhiều cái biến động và có những cái biến động có thể dự đoán trước được nhưng có những biến động là không thể lường trước. Yeah ví dụ chẳng hạn như là cái dịch Covid là cái không thể lường trước nhưng còn những cái vấn đề miền đông căng thẳng thì cũng đã có những dự báo từ khá lâu. À, trong cái bối cảnh này, sự với sự cạnh tranh chiến lược quốc à, gay gắt giữa hai quốc gia cường một bên là siêu cường một bên là cường quốc đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ và mỗi bên đều tìm cách để tạo lôi kéo các đồng minh các đối tác à, thì điều đó cũng là một cái thách thức rất lớn một cái cơ hội và một cái thách thức cho Việt Nam. Thứ nhất là chúng ta phải tìm cách để vượt qua được những cái hậu quả của Covid, khôi phục được cái nền kinh tế, điều đó là rất quan trọng. Còn mặt thứ hai là đối với tình hình biển Đông thì như đã quý vị đã biết, đó là cái việc mà cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì Việt Nam cũng cần phải có những bước đi và lựa chọn khôn ngoan ở trong trường hợp này. Chúng ta cần phải làm gì thì như ngày xưa các cụ có một cái câu là dĩ bất biến ứng vạn biến. Bất biến ở đây đó là quyền lợi là lợi ích của dân tộc, là của tổ quốc, là chúng ta sẽ là bất biến. Nhưng còn vạn biến đó sẽ là những cái phương pháp, những cái biện pháp của chúng ta sử dụng thì luôn luôn cần phải thay đổi và linh hoạt theo tùy theo cái tình hình thực tiễn. Ừ. À, dạ thưa ông thì việc Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Asean 2020 thì theo ông thì có tác động như thế nào đến cái việc tranh chấp ở biển Đông không ạ? Có chứ. À, chúng ta đã thấy trong mấy năm vừa rồi, ASEAN đã gần như im tiếng trước những hành vi hung hăng của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông. Nhưng mà trong năm nay, với cái nhiệm kỳ Việt Nam đang làm chủ tịch, với cái tuyên bố cuối tháng 6 của ASEAN, mà trong đó cái vai trò rất lớn của nước chủ tịch đó là Việt Nam, thì đã lên tiếng một cách mạnh mẽ và thẳng thắn. Trong đó có nhắc rằng là yêu cầu các quốc gia cần phải tuân thủ Công luật Biển năm 1982, làm cái nền tảng để giải quyết các tranh chấp các bất đồng của mình và điều này được thế giới đó nhận rất là nhiều và chính vì vậy cho thấy là cái vai trò của Việt Nam trong cái vấn đề này và sắp tới thì nó cũng liên quan là Việt Nam cũng cái vai trò trong cái việc mà thúc đẩy ASEAN để mà cùng với cả Trung Quốc ngồi vào cái bàn đàm phán để tìm kiếm cái dự thảo cho cái bộ COC tức là bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông trong thời gian sắp tới thưa ông thì nhiều nước đã đưa đơn kiện lên Liên Hợp Quốc về những cái hành động sai trái của Trung Quốc. Tuy nhiên thì Trung Quốc dường như là không quan tâm đến những điều này và thậm chí mới đây nhất là đã bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc và vẫn đánh bắt cá trên vùng biển của Triều Tiên. vậy thì với những hành động của Trung Quốc, ông có nghĩ là Liên Hợp Quốc cũng đã bó tay với Trung Quốc hay không ạ? À, trong cái trường hợp này phải nói rõ thêm là đối với tranh chấp trên biển Đông chỉ có một duy nhất đó là Philippines đã khởi kiện Trung Quốc và đã có phán quyết, tòa trọng tài đã có phán quyết. À, và cũng nhiều người thì đặt câu hỏi rằng là tại sao mà cái với phán quyết đó nhưng mà trung quốc vẫn không xuống nước mà trung quốc vẫn lặp đi lặp lại cái yêu sách đường chiến đoạn này và thậm chí có những cái hành động căng thẳng trên khu vực biển đông gần hơn trong cái thời gian gần đây như chúng ta đã thấy những trường hợp như trung quốc đã cho đâm chìm cái tàu cá gần khu vực hoàng sa của việt nam rồi sau đó trung quốc đã cho những cái tàu ở xâm phạm cái vùng biển của việt nam cũng như của indonesia của malaysia của philippines vậy thì cái phán quyết này có hiệu lực hay không có giá trị hay không chắc là mọi người sẽ hỏi vậy thì chúng ta phải thấy một điều làm đúng là luật pháp quốc tế đặc biệt trong cái phán quyết này thì nó có một cái điểm quan trọng đó là không có cái cơ chế để cưỡng chế thi hành nó tuy nhiên không phải vì vậy mà nói rằng là phán quyết này không có tác dụng và chúng ta đã thấy việc một loạt các quốc gia ASEAN trực tiếp liên quan đến tranh chấp biển Đông như là Malaysia, như là Indonesia, Việt Nam và Philippines đã nhắc lại làm sống lại phán quyết và yêu cầu phải tuân thủ phán quyết. Và gần đây nhất là hai cái cường quốc mặc dù không phải là trực tiếp liên quan đến biển Đông nhưng mà cũng có lợi ích liên quan đến khu vực này, đó là Hoa Kỳ và Australia cũng đã lên tiếng phản đối và yêu cầu tuân thủ công ước. Và cũng như là cái phán quyết này và chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy một điều là không phải là phán quyết sẽ không có cái tác dụng của nó. Đương nhiên là, là nó sẽ phải có tác dụng trong một cái thời gian nhất định và với cái sự lên tiếng của cộng đồng quốc tế. Chứ không phải là chỉ có một vài nước mà thôi. Thưa ông thì nói về cái động thái mới nhất của Trung Quốc ở Biển Đông đó là tập trận bắn đạn thật. Thì theo ông cái động thái này của Trung Quốc thì nhằm mục đích gì ạ? Trong cái quan hệ quốc tế thì hành động tập trận và bắn đạn thật của Trung Quốc chúng ta được hiểu một cái thông điệp Trung Quốc gửi đến. Đó là thứ nhất trung quốc nghĩ rằng là với cái việc một loạt các quốc gia lên tiếng chỉ trích trung quốc và cộng với cái việc mà mỹ kêu gọi chống lại những cái tham vọng của trung quốc trên biển đông đó bản thân trung quốc lo sợ rằng là các quốc gia này nghĩ rằng là trung quốc suy yếu cho nên trung quốc muốn thể hiện một mặt là thể hiện với mỹ và các đồng minh rằng trung quốc không hề suy yếu và mặt thứ hai cũng muốn nhắc nhở các nước quốc gia trong khu vực biển đông rằng khu vực này vẫn nằm trong cái sức mạnh cái tầm ảnh hưởng sức mạnh của trung quốc đó là những cái thông điệp mà Trung Quốc muốn gửi đến. Ừ. Dạ thưa ông thì trước những căng thẳng mà đang ngày càng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông thì theo ông trong thời gian tới thì Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục có những hành động như thế nào ở Biển Đông ạ? À, phía Mỹ đã khẳng định một điều rằng là cái việc mà chống lại các tham vọng và cái yêu sách sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông không chỉ dừng lại ở các tuyên bố mà sẽ bằng các hành động và khẳng định các giới chức của Hoa Kỳ khẳng định rằng là trong thời gian sắp tới Hoa Kỳ sẽ có hành động mạnh hơn nữa. đương nhiên à, cả hai quốc gia này vẫn đang tránh cái việc mà dẫn đến một cái cuộc xung đột quân sự, bởi vì cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều hiểu cái giá phải trả trong cái cuộc xung đột quân sự mà hai quốc gia đều không muốn. À, cho nên cái việc quân đội xung đột quân sự chắc là chưa xảy ra. Nhưng mà những cái hành động căng thẳng trong đó chúng ta đã thấy thứ nhất là Hoa Kỳ đã kêu gọi các đồng minh trong đó có Australia và mới đây là kêu gọi bộ tứ à, trong cái bộ tứ này đã cùng các quốc gia à, đồng minh với cả Hoa Kỳ để mà lên tiếng và có những hành động ngăn ngăn chặn lại cái hành động của Trung Quốc và chúng ta thấy mà trả đáp trả những cái hành động tập trận của Trung Quốc trên biển Đông thì Hoa Kỳ cũng đã à, thực hiện nhiều cái cuộc tập trận cùng với các đồng minh của mình như là Nhật Bản, Australia chẳng hạn trên cái khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông như một cái lời đáp trả lại đối với cả Trung Quốc. Và chính vì vậy cho nên trong thời gian sắp tới thì những cái việc cạnh tranh, cạnh tranh giữa hai quốc gia này càng ngày càng gay gắt thậm chí trong lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực ngoại giao và chiến lược. Cho nên đó cũng là những cái thách thức rất lớn của cái chính sách của chúng ta. Theo nhận định của ông thì những cái động thái tiếp theo của Mỹ và Trung Quốc thì nó sẽ có tác động như nào tới Việt Nam ạ? À, chúng ta đều biết là Hoa Kỳ là siêu cường lớn nhất trên thế giới. Yeah. Và Trung Quốc cũng là cường quốc đứng thứ nhì trên thế giới. Yeah. Và hai cái siêu cường này, một siêu cường và cường quốc này yeah. mà có những vấn đề căng thẳng, thay đổi chính sách hoặc chiến lược thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Yeah. Và trong đó có Việt Nam. Yeah. Và đương nhiên, đặc biệt thêm nữa là hai cái quốc gia đang cạnh tranh quyết liệt trên khu vực biển Đông mà Việt Nam là một cái quốc gia trực tiếp tham gia trong cái vấn đề biển Đông. Yeah. Và chính vì vậy cho nên cái việc mà hai cái quốc gia này có những cái hành động gì nó đều ảnh hưởng tới cái lợi ích cũng như là chính sách của Việt Nam hết thưa ông thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về những cái ảnh hưởng mà của Việt Nam sẽ phải chịu nếu mà căng thẳng Mỹ Trung ngày càng leo thang hơn. thứ nhất chúng ta đã thấy về mặt kinh tế thì cái cuộc à, chiến tranh thương mại Mỹ Trung nó đã ảnh hưởng tới Việt Nam rất nhiều ừ. có người thì cho rằng là Việt Nam có lợi nhưng có người cho rằng là Việt Nam cũng có hại chúng ta thấy có lợi là có một số các doanh nghiệp à, đã phải tìm đến Việt Nam để mà xuất khẩu hàng hóa. Nhưng mà có cái hại là chúng ta đã thấy có rất nhiều cái doanh nghiệp từ Trung Quốc đã chạy sang Việt Nam để đội lốt để tìm cách xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng đã căn cứ vào cái đó để trừng phạt một số cái doanh nghiệp Việt Nam. Điều đó là chúng ta đã thấy có cả lợi và hại. Thế về mặt quân sự thì cái căng thẳng mà đe dọa những cái xung đột đột quân sự tiềm ẩn trên khu vực Biển Đông nó đã dẫn tới những cái ảnh hưởng tới Việt Nam và ít nhất nó đã biến không chỉ Việt Nam mà toàn bộ khu vực Đông Nam Á tất cả các quốc gia đều phải tăng cường cái tiềm lực quân sự của mình và điều đó nó dẫn tới một cái cuộc chạy đua vũ trang và nó cũng dẫn tới người ta có nói là những cái quả bom nổ chậm nằm trong khu biển đông này. Thế còn về ngoại giao thì chúng ta đã thấy là phía Mỹ cũng đã đưa ra kêu gọi các các đồng minh các quốc gia đồng minh và đối tác để mà cùng với mình để chống lại trung quốc và đương nhiên mặt khác thì trung quốc cũng phải kêu gọi các quốc gia khác để chống lại hoa kỳ vậy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái chính sách của việt nam bởi vì việt nam là ở một cái quốc gia ở sát cạnh trung quốc nằm trong khu vực biển đông và cũng đang chúng ta cũng đang có cái mối quan hệ phát triển rất tốt đẹp với cả Hoa Kỳ. Dạ thưa ông thì sau tất cả thì chúng ta sẽ bàn về những chính sách ở Việt Nam. thì hiện nay thì tình hình ở Biển Đông vẫn rất là căng thẳng và sắp tới trong thời gian tới thì sẽ còn căng thẳng hơn nữa. vậy thì theo ông Việt Nam mình cần có những cái chính sách đối sách như thế nào nếu mà như tình hình ở Biển Đông vẫn sẽ căng thẳng như vậy ạ? À, một mặt thì trong cái vấn đề Biển Đông á thì chúng ta phải có một cái chiến lược toàn diện hơn về nó. thứ nhất là chúng ta cả về mặt ngoại đối ngoại này, à, quân sự này à, cũng như là những vấn đề về kinh tế về mặt đối ngoại thì chúng ta cũng đang bị cố gắng cũng giống như các quốc gia asean khác là cố gắng bị tránh lôi kéo vào cái cuộc chiến giữa một bên là siêu cường và một bên là cường quốc trung quốc và hoa kỳ bởi vì việt nam cần cả hai quốc gia này chúng ta cần hoa kỳ vì hoa kỳ vẫn là một cái quốc gia mà nắm giữ nhiều công nghệ phát triển trên thế giới và thứ hai thì hoa kỳ cũng là một nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và thứ ba Hoa Kỳ cũng có vai trò quan trọng cho những cái định chế kinh tế trên thế giới. Còn đối với Trung Quốc thì Trung Quốc cũng là một cái cường quốc mạnh bậc nhất ở khu vực châu Á này. Và lại làm cái quốc gia nằm sát cạnh bên chúng ta. À, nếu mà chúng ta phát triển giữ được mối quan hệ tốt với Trung Quốc thì chúng ta mới giữ nền giữ được hòa bình. Và nếu mà gìn giữ được hòa bình thì chúng ta mới có thể phát triển được. Cho nên Việt Nam cần cả hai quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên Cả hai quốc gia này cũng đều muốn lôi kéo Việt Nam đi với mình để chống lại quốc gia kia. Đó là một cái thách thức của Việt Nam. Làm sao để mà chúng ta vẫn duy trì được lợi ích của dân tộc mà không mất lòng bên nào. Đó là một cái điều quan trọng mà chính sách đối ngoại Việt Nam cần phải giữ vững. Đó là cần phải sự giữ, giữ vững sự độc lập tự chủ trong chính sách đối ngoại của mình. Không chạy vào cái trò chơi nước lớn. Thế còn đối với vấn đề về quân sự thì nói cho cùng chúng ta vẫn phải giữ vững cái sức mạnh của mình. Sức mạnh của mình, sức mạnh quân sự của mình là sức mạnh quốc phòng, tức là sức mạnh bảo vệ. Mặc dù chúng ta không có cái ý định là gây sự với bất cứ ai. Nhưng chúng ta phải đảm bảo đủ sức mạnh để khi một người mà xâm lược chúng ta thì họ cần phải suy nghĩ thật kỹ. Còn đối với vấn đề về kinh tế thì chúng ta cũng phải vẫn tiếp tục phát triển, một là kinh, à, cái nền kinh tế của đất nước và thứ hai đặc biệt đó là kinh tế biển bởi vì kinh tế biển nó cũng là một cái biện pháp quan trọng để gìn giữ, góp phần gìn giữ chủ quyền của chúng ta trên biển. Như đã trình bày thì có lẽ cách cần thiết nhất của Việt Nam là chúng ta làm sao phải khéo léo, một mặt à cũng giữ được hòa hiếu với tất cả các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có hai siêu cường và cường quốc. Thì mặt thứ hai là chúng ta vẫn phải gìn giữ được độc lập cũng như là bảo vệ được cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của dân tộc. Đó là cái điều quan trọng nhất. À, dạ vâng ạ xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ dạ vâng xin cảm ơn